mới đã bắt đầu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho trực tiếp cho các bạn ở cánh đồng này nha, mà các bạn cũng theo dõi. Ủa? Đi em. Hôm bữa em hỏi mà hả? Ừ. Giờ em làm gì nữa hả? Đi nữa. Anh cầm mùa vụ mới rồi em quay anh nữa. Quay nữa chứ. Ủa? Giờ anh mới sạch hả? Đây sạch một dưỡng mầm. Dưỡng mầm hả? Dưỡng mầm. Dưỡng mầm hả? Dưỡng cỏ hả? Dưỡng cỏ, dưỡng mầm cho nó đừng có cỏ đâu. À. Thấy tấm đồ tưởng đi về. Về đâu mà trời. Trời ơi. Em mừng rồi. À. Hồi năm rồi quay hết mùa vụ năm rồi, năm nay đầu mùa mưa quay tiếp mùa vụ năm nay. Trời ơi, năm nào quay năm nào đầu mùa rồi. Nay bước qua tháng 3 lịch rồi phải không? Trời ơi, hôm kia đâu hồi từng rồi ta thấy hai chồng anh Hải Hải. Em gái à? Em gái hả? Dạ. Thấy rải á. Có lẽ em gái. Tuần rồi phải không? Con của ông cậu. À vậy hả? Tính vợ chứ. Vợ gì trời ơi, độc thân của mình. Ủa vậy ha. Ủa vậy ha. Mấy bữa nay coi cái tình hình ở Sóc Trăng em. Cái gì Sóc Trăng? Cái mà đồng lạ Bình Dương không? Thấy biết. Có cái con nhỏ gì mà trời nó cứ sao mình con khỏe của nó đụng cho nó khôn. Ủa vậy ha. Ừ có. Mà nó nghe nó thú kỳ nó dựng xa sâu quá sao anh xuống được. Ủa vậy hả? Muốn xuống thử thử hả? Giống ta hả? Xuống thử rồi. Nghe, nó mới nghe khu lỗ chứ thầy. Cái bữa cái thằng... Thì đó, mình nghe mình còn muốn thử mà. Cái thằng thằng gì mà anh đi làm YouTube á. Ừ. Anh gì đó. Anh biết gì? Anh gì? Anh nói trời đời xuống chút cái ngày đèn đỏ, đèn vàng gì. Thử hơn có trời hả? Cái lùng lùng này nè. Ừ. Mà thử cái dùng đèn đỏ nó mới không? Trời. Ồ vậy hả? Coi truyền hình, mở truyền hình lên coi mấy bữa nay coi gì. Trời ơi, người ta quay cây trồng hướng giới thiệu cây trồng này giới thiệu hử thơm độc lạ gì. Thiệt tình. Giới thiệu sao? Nè. Giới thiệu gì? Giới thiệu sao? Thì giới thiệu nay tháng mấy anh vô mùa vụ mới nè. Tháng 3 mùa vụ mới nè. Mình mới xuống là mình để kiếm chấm là tháng 3, mình để xuống là tháng 3. Tháng nào thu hoạch nè? Tháng 3 thì tháng 2 thì thứ từ 10, 11, 12 mình là tháng nào thu hoạch cũng được. Ừ, kiến lửa. Đó, ủa cái này anh thu hoạch này như ký. Bữa hổm mà hiện nay nó 5.000 ký á. Hôm bữa em quay anh á. 5.000. Ừ. Hôm bữa em quay anh em nói vậy cái biết không? Có ông nào cũng vô comment nói chỗ ông bắt rẻ bèo. Đây trời là ơi, gì giá vậy? Buôn bán tùy theo mũi. Mày nè cái hôm mà đầu mướt hôm tháng 8 biết không? Bán 6.000 ký không bán. À vậy hả? Ừ, hôm nhỏ mì nấu mì mùa đó. Bởi ngay nông dân tháng 11 và nhỏ cò. Nhỏ xong cái dạng tết luôn bán 5.000 ký. Đậu chết luôn. Vậy mà ổng mình nói ta đồng ta nói vậy có cơ sở. Bởi vì họ nói cái cụ hỏi mình mới nói cái thời tiết, đúng không? Họ nói ở quê họ rẻ. Đâu chứ. Nay vô mùa vụ mới trồng mì các bạn. Cái này mì gieo một tuần trước, bây giờ mình cho các bạn xem nó lú mầm. Thì các bạn vừa nghe người nông dân ở đây người ta trồng mì, người ta chia sẻ rồi nha. Giá mì cũng như mùa trồng, cũng như cái thời gian thu hoạch, cũng như giá bao nhiêu rồi nha. Bây giờ coi mì một tuần. Trồng một tuần rồi nó lên mầm hết rồi nè các bạn.
thì củ mì sau khi gieo một tuần nó sẽ lên như thế này. Bây giờ sau một tuần lên mầm, người ta bắt đầu phun thuốc diệt mầm, diệt sâu bệnh cũng như là cỏ, chứ không phải diệt cái mầm của cái mì này nha. Ở đây thì người ta trồng mì theo mùa vụ, mỗi năm nông dân làm giàu với phương thức từ trồng mì cao sản đây các bạn. Mì cao sản, có nhiều bạn hỏi mình mì cao sản là gì, thì mì cao sản nó khác với cái mì thường chúng ta thường ăn á. Mì này chỉ là sử dụng bột ngọt, mì gói, các loại mì đồ á, ngọt đồ á, chứ không phải mì mình nấu trực tiếp của mì mình ăn nha, bởi vì căn bản nó đắng. Đây là nguyên cánh đồng, thì nguyên cánh đồng cái khu này người ta chuyên trồng về mì, cứ đầu mùa mưa bắt đầu người ta gieo trồng, thì đây một tuần rồi á. Nó lên mầm hết rồi. Bạn thấy không, sau một tuần mà cũng trồng đồng loạt, nhưng mà cũng có cái lên sớm, có cái lên chậm. Phun tuốt đầu kia. Mọc dễ thương không? Ok, thì đây là cái vườn mì người ta trồng mùa vụ mới. Đây là phương thức của nông dân làm giàu, mình cũng chia sẻ ở đầu video cho các bạn thời điểm gieo và cũng như giá, cũng như thời điểm thu hoạch cho các bạn rồi nha. Thì cỡ một tuần hay tuần nữa hoặc là một tháng nữa mình sẽ chia sẻ lại đồng loạt khi đám mì này nó lên sau một tuần một tháng nha. Vừa chia sẻ cho các bạn phương thức trồng mì của người nông dân và chia sẻ trực tiếp của người nông dân rồi nha, mùa vụ mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau. Nhớ like, share và đăng ký để tiếp tục xem những video chia sẻ mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.